Một bất động sản nằm ngay công ty xí nghiệp đang sản xuất, trên trục đường nhựa lộ giới 16m, đường cực kỳ đẹp nha. Đường là đường số 24 Nhà Bích, ấp 4 Nhà Bích nha cả nhà. Và từ vị trí này chúng ta kế bên là công ty sản xuất rồi ạ. Đó, một nhà xưởng lớn đang được sản xuất. Và tiếp theo là chúng ta chạy thẳng là 200m là tới ngã ba. Trục đường đó là trục đường 756C nha. Rẽ trái chúng ta sẽ về lại Minh Hưng, rẽ phải chúng ta sẽ ra chợ Minh Lập. Và từ đây đặc biệt chúng ta di chuyển ra trường Nguyễn Bình Khiêm ạ, trường tiểu học Nguyễn Bình Khiêm chỉ 1 km này. Ra di chuyển ra chợ Nhà Bích chỉ 2 km. Và đặc biệt hơn nữa, chạy theo trục đường này khoảng 500m thôi nha. 500m là chúng ta sẽ gặp tuyến đường cao tốc Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Trơn Thành, được quy hoạch và sẽ cho vào hoạt động năm 2026 tại khu vực này luôn. À, thì rất là đẹp, một khu vực cực kỳ tiềm năng, nhà dân đã sống rất là đông đúc, công ty đã có, đường đã lên nhựa và chuẩn bị làm vỉa hè nữa thì rất là đẹp rồi ạ. Thì quý khách hàng mua ở đây thì chúng ta có thể xây ở này, hoặc là chúng ta để đây để đầu tư 1-2 năm sau đất tăng giá chúng ta bán ra. Tại thời điểm này giá của lô đất này chỉ có 650 triệu. Liên hệ ngay cho Trọng Thơ để xem sổ và gửi vị trí thực tế để chúng ta có những sản phẩm tốt nhất về bất động sản thị xã Trơn Thành. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video lần sau nhé.